Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vào trưa ngày 25 tháng 9 năm 2021. Lực Tàng sẽ cập nhật những thông tin liên tục từng giờ, từng phút một để gửi tới tất cả mọi người. Nếu như có những thông tin nào mới và chính xác nhất thì để cung cấp lên cho tất cả mọi người, tránh cái trường hợp gây hoang mang thất thiệt làm cho tất cả mọi người đang lo lắng. Hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng xã hội, toàn đất nước Việt Nam cũng như kiều bào hải ngoại đang chú ý về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung rất nhiều. Cho nên những thông tin hoang mang trên mạng xã hội cũng tràn lan và tất cả mọi người cũng đang rất là bần thần và lo lắng hồi hộp khi những cái thông tin thất thiệt nó đang tràn lan trên mạng xã hội. Tất cả mọi người cũng đã biết những cái thông tin trước đó ca sĩ Phi Nhung qua đời thì cũng đã được họ làm rất là nhiều. Và trong thời điểm hiện tại bây giờ, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung cũng đang tụt giảm một cách trầm trọng. Khi chính người thân trong gia đình cũng đã cung cấp thì những thông tin qua đời thì lại thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội một lần nữa. Đến thời điểm hiện tại bây giờ đã trải qua 3 lần những cái thông tin thất thiệt Phi Nhung qua đời đang được tràn lan trên mạng xã hội. Và những thông tin đó hoàn toàn là không có căn cứ và cơ sở. Hiện tại tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đang tiến triển rất là phức tạp và được các bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, những người bác sĩ giỏi nhất, đạt tiêu chuẩn nhất đang túc trực 24/24 để tìm những cái phương pháp liệu trình điều trị, đưa ra những phác đồ cực kỳ chất lượng để giúp cho ca sĩ Phi Nhung có thể cầm cự được từng hơi thở một trong thời gian sắp tới. Thì như vậy chúng ta hãy yên tâm một điều rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sự sống, không có chuyện ca sĩ Phi Nhung đã qua đời, không có chuyện Phi Nhung đang làm tang sự và không có chuyện gia đình người thân phải quỳ lạy khóc lóc bên thi thể của ca sĩ Phi Nhung. Đó hoàn toàn là những thông tin bịa đặt. Đến thời điểm hiện tại bây giờ, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được các bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy tiết lộ cho người thân và đặc biệt là chị nghệ sĩ Việt Hương được chính con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung ủy quyền để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của mẹ mình. Thì những cái thông tin mới nhất rằng là sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đang diễn biến rất là trầm trọng, phổi của ca sĩ Phi Nhung càng ngày càng tổn thương cực kỳ nặng, hơn 90%, và tim có lúc đã ngừng đập. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tim phổi không còn hoạt động và có lúc phải đưa tim phổi nhân tạo để duy trì sự sống của ca sĩ Phi Nhung. Thì như vậy chúng ta cũng cảm thấy rằng là rất là nguy hiểm trong cái giai đoạn này, nguy cơ tử vong rất là cao. Hiện tại bây giờ tình hình ca sĩ Phi Nhung như ngọn đèn treo trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả mọi người vẫn giữ một cái niềm tin, một cái niềm hy vọng rằng còn một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cũng mong cho chị ấy có thể có phép màu và có cái sự thần kỳ để giúp cho chị ấy vượt qua. Những cái thông tin nói rằng ca sĩ Phi Nhung vừa được chích một mũi thuốc cuối cùng để phó mặc cho số phận, để cho phó mặc cho cái phép màu có thể xảy ra với chị ấy, đó cũng chỉ là những cái thông tin thất thiệt họ đưa ra để làm cho tất cả mọi người hoang mang. Không có cái trường hợp chích một mũi thuốc cuối cùng nào cả. Hiện tại bây giờ tất cả các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện Chợ Rẫy đang tập trung toàn lực, dốc toàn lực để cứu ca sĩ Phi Nhung nha cả nhà. Và bước đầu cũng đã có những cái tiến triển và có những cái dấu hiệu khả quan hơn một chút xíu khi tình hình phổi của chị Phi Nhung là cái hàm lượng oxy trong máu cũng đã có cái dấu hiệu tăng dần. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng chỉ cần 1% tăng dần trong tất cả các bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung thì chúng ta cũng cảm thấy được đó là một điều cực kỳ tuyệt vời cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Ca sĩ Phi Nhung mắc biến chủng mới Delta, cho nên là những cái tiến triển nếu như không thụt lùi mà càng ngày có một cái dấu hiệu tích cực hơn một chút xíu. Như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng rồi ạ. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và để lại những lời cầu nguyện cực kỳ sâu sắc và tích cực nhất để gửi tới cho chị Phi Nhung, mong chị ấy nhận được và có một cái động lực tinh thần cực kỳ mạnh để có thể vượt qua. Trong cái căn bệnh này, tinh thần càng mạnh, sức khỏe của mình có đề kháng mạnh thì chắc cú sẽ vượt qua. Cộng với sự nhiệt tình giúp sức và cũng như là những cái kỹ thuật tiên tiến nhất từ phía bệnh viện Chợ Rẫy thì chắc cú một điều rằng chúng ta vẫn còn cái niềm tin và niềm hy vọng chị Phi Nhung sẽ vượt qua. Chưa nói đến trường hợp chị ấy đã làm những công đức rất là nhiều giúp cho tất cả mọi người trong cộng đồng mạng xã hội có những cái điều tốt lành nhất, thì đến hiện tại bây giờ trời Phật cũng sẽ chứng giám, Chúa cũng sẽ ban phước lành để giúp chị ấy có thể có động lực mạnh hơn. Trong thời điểm hiện tại bây giờ, không có ai lo lắng hơn ngoài gia đình của ca sĩ Phi Nhung, những người thân cận, đặc biệt là 23 đứa con nuôi, cũng như là con gái Wendy Phạm và em trai Tommy của chị Phi Nhung. Họ đang rơi những giọt nước mắt, cảm thấy rất là hồi hộp, chờ đợi những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của mẹ, của chị của mình. Chúng ta cảm thấy rất là xúc động khi nghe những cái thông tin những đứa nhỏ khóc,
chúng ta cảm thấy rất là xúc động khi có những cái nguồn thông tin từ phía Wendy Phạm đã cung cấp cho chị Phương Trinh, nói rằng các bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cung cấp thông tin nói rằng là gia đình hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều xấu nhất. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ, chị ấy cũng đã cầm cự được trong 3 ngày hôm nay. Từ khi mà các bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp thông tin đó cho gia đình, thì đến ngày hôm nay đã trải qua 3 ngày, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chị ấy vẫn đang còn sự sống. Như vậy là tia hy vọng mỏng manh, nó có thể thắp sáng bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cứ chờ đợi vào thông tin, chúng ta hãy cứ nghĩ đến những cái điều tích cực nhất đến với chị Phi Nhung trong thời điểm hiện tại bây giờ. Trong cái tình hình đại dịch đang diễn biến rất là phức tạp, những cái ca bệnh nặng ở trong bệnh viện Chợ Rẫy cũng rất là nhiều, cho nên các bác sĩ cũng phải phân bố nhân công nhân lực ra để tiếp tục giúp đỡ những cái người đó cho nó hợp với cái quy trình. Thì không riêng gì mình chị Phi Nhung mà còn rất là nhiều những người khác cũng đang nằm trong cái hoàn cảnh bệnh nặng như ca sĩ Phi Nhung, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta cũng cố gắng gửi lại những lời cầu nguyện để mong cho tất cả những người đó có thể mạnh mẽ để vượt qua cái nguy nan này nha cả nhà. Thì chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện. Bây giờ chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện, và Lực Tàng thì cũng sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới. Nếu như có thông tin gì chính xác thì Lực Tàng sẽ cập nhật lên để gọi tất cả mọi người. Không bao giờ có chuyện đưa thông tin hoang mang và lo lắng. Thì những cái dòng tin tức mà sáng nay bên phía của Trung tâm Thúy Nga cũng đã đưa ra cho chúng ta, nói rằng là đang điều trị tích cực ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, thì họ chỉ nói là tích cực thôi. Còn những cái thông tin mà bí mật được hé lộ cho những cái người thân ở bên Việt Nam của ca sĩ Phi Nhung thì hoàn toàn có cái dấu hiệu bất lợi. Điển hình là nhà báo Song Minh cũng như là bên phía con gái của ca sĩ Phi Nhung thì họ đã cung cấp những thông tin như vậy. Thì chắc cú một điều rằng tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung đến thời điểm hiện tại vẫn đang nguy nan và cấp bách nhất trong cái thời gian hiện tại bây giờ. Trong thời gian sắp tới thì Lực Tàng cũng rất mong tất cả các trang kênh hội nhóm hãy đưa những thông tin cực kỳ chính xác, và chúng ta đừng có đưa những cái thông tin thất thiệt, nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều. Đầu tiên là ảnh hưởng đến người thân trong gia đình của ca sĩ Phi Nhung, thứ hai nữa là tất cả cộng đồng mạng, những người đang yêu mến ca sĩ Phi Nhung sẽ hoang mang và lo lắng, thứ ba nữa là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái công cuộc cứu trợ tất cả các bệnh nhân nặng của các bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy trong thời điểm hiện tại bây giờ. Nếu như những thông tin hoang mang thất thiệt càng nhiều thì cái công cuộc cứu trợ các người bị bệnh nặng sẽ rất là khó khăn, và tinh thần của những người bị bệnh nặng khác cũng sẽ nghĩ đến những cái điều tiêu cực nhất và sẽ không có cái sức đề kháng mạnh để chống chọi lại với cái cơn dịch bệnh này. Thì Lực Tàng cũng rất mong sẽ đưa những cái thông tin cực kỳ chính xác để có được những cái thông tin tích cực hơn để gửi cho tất cả mọi người, chứ cũng không mong muốn những cái điều xấu xảy ra đối với ca sĩ Phi Nhung cũng như tất cả những người khác. Những cái thông tin mà bên phía gia đình và người thân của ca sĩ Phi Nhung cũng đang rối loạn thì mọi người cũng có thể thấy rằng là tình hình dịch bệnh nó diễn ra rất phức tạp và căng thẳng, không có người thân bên cạnh, không có ai có thể tiếp cận và cập nhật được thông tin, cho nên rằng là những cái thông tin nhiễu loạn là hoàn toàn có căn cứ và cơ sở. Điển hình là như chị Phương Trinh thì đưa một đường, còn bên phía Trung tâm Thúy Nga thì đưa một đường, cho nên là chúng ta không biết đường nào mà lần. Nhưng mọi người cũng có thể thấy rằng không ai có thể tiếp cận và cập nhật thông tin chính xác được, ngoại trừ các bác sĩ. Nếu như các bác sĩ có những cái điều gì xấu thì họ sẽ cung cấp ra. Và điển hình các ekip trong bệnh viện Chợ Rẫy đã đặc biệt gửi đến cho phía nhà báo Song Minh là người chuyên cập nhật tin tức của ca sĩ Phi Nhung, thì cũng đã nói rằng là sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung trong tình trạng nguy kịch chứ không phải là tích cực như những cái bài báo kia nói trước đó. Thì như vậy chúng ta cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Thì đến hiện tại bây giờ ai cũng vậy thôi, tất cả mọi người đang yêu mến chị Phi Nhung ai cũng rất là hồi hộp và lo lắng. Mọi người cũng để lại những lời cầu nguyện, và nguyện cũng có thể rằng là sẽ tiêu hao đi cái tuổi thọ của mình để giúp cho chị Phi Nhung có thể vượt qua. Như vậy là chúng ta cảm thấy một tình người chứa chan trong câu chuyện đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì trong thời gian vừa rồi cũng đã xuất hiện rất là nhiều những cái thông tin thất thiệt liên quan đến bà nữ đại gia Phương Hằng đã câu bà ép vào trong cái câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Thì như sáng nay Lực Tàng đã thông tin tất cả mọi người rằng bà Nguyễn Phương Hằng không có cái dấu hiệu mà đi trù éo hay nguyền rủa ca sĩ Phi Nhung một tí nào hết, mà bà ấy chỉ mong cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung có thể vượt qua được bạo bệnh. Bà ấy cũng đã đăng những cái thông tin trên trang cá nhân và khẳng định những cái điều đó hoàn toàn là những thông tin thất thiệt để hãm hại bà, và những ai làm như vậy hoàn toàn là tội ác và tội lỗi, họ quá độc ác. Đó là lời của bà Nguyễn Phương Hằng đã cung cấp cho tất cả chúng ta biết. Thì bà Nguyễn Phương Hằng không nói ra thì chúng ta cũng có thể biết không bao giờ tình cảm của một con người với một con người dù có thù ghét đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ buông những cái lời cay nghiệt đến mức độ như vậy đâu. Chúng ta đọc sơ qua những người hiểu biết và những người chỉ cần tin tưởng một chút xíu thôi là chúng ta thấy là họ đã câu view câu like rồi, chứ không có cái trường hợp mà bà Nguyễn Phương Hằng nói như vậy, được chưa?
Thì trong ngày hôm nay có những cái thông tin gì mới hơn nữa thì Lộc Tàng sẽ liên tục cập nhật từng phút từng giờ để gửi tới tất cả mọi người. Cũng rất mong tất cả mọi người ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất. Đừng quên để lại những lời cầu nguyện tích cực để gửi tới ca sĩ Phi Nhung giúp chị ấy mạnh mẽ để vượt qua được cái nguy nan này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tin tức tiếp theo ạ.